chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 28 tháng 2 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập. Doanh nghiệp khó khăn vì lao động địa bàn có dịch chưa trở lại làm việc. Gương các thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Giải tỏa vi phạm hành lang giao thông tại ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, ngày mai mùng 1 tháng 3, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại trường học. Hiện nhà trường, gia đình và học sinh đã sẵn sàng cho việc dạy và học. Ngay từ khi biết sẽ được trở lại trường vào ngày 1 tháng 3, em Vũ Minh Dũng, học sinh lớp 7A5 trường trung học cơ sở Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã háo hức chuẩn bị tới trường. Bên cạnh sách bút, hành trang tới trường không thể thiếu những vật dụng phòng dịch như nước sát khuẩn, khẩu trang và chai nước cá nhân. Khi mà biết tin là sáng thứ hai sẽ được đi đến trường thì em cảm thấy rất là vui vì sẽ chuẩn bị được gặp lại các thầy cô và bạn bè. Việc học online nó không hiệu quả bằng việc học trực tiếp nên là em vẫn mong là được đến trường và nghe thầy cô giảng trực tiếp hơn. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã tập trung nhân lực thực hiện các điều kiện phòng dịch theo 3 bước, đó là phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, thiết bị, đồ dùng học tập và trang bị các thiết bị vật tư như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, bồn rửa tay. Trong lần trở lại trường này, không bắt buộc các nhà trường phải chia ca, chia nhóm lớp để giãn cách xã hội, nhưng tạm thời không tổ chức học phụ đạo và các hoạt động tập thể như chào cờ toàn trường, ăn bán trú, các hoạt động văn nghệ, thể thao. Chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là đầu giờ thì phân công các đồng chí trực ban là tổ chức đón học sinh tại cổng trường, rồi tiến hành đo thân nhiệt để hướng dẫn các học sinh là thực hiện các cái biện pháp an toàn, rửa tay xà phòng trước khi vào lớp học, thực hiện tốt cái nhiệm vụ kép. Trong đó thì cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho thầy và trò vẫn là được ưu tiên trên hết. Song song với việc chuẩn bị các điều kiện vệ sinh trường lớp, học sinh vào học trở lại sẽ tập trung ôn tập bổ sung, củng cố kiến thức sau thời gian học trực tuyến để đảm bảo tiến độ chương trình năm học. Chuẩn bị cho công tác dạy và học thì nhà trường đã giao cho ban chuyên môn rà soát nắm bắt thông tin toàn bộ cán bộ giáo viên ở ngoài tỉnh cũng như là học sinh ở ngoài tỉnh, từ đó là chủ động xây dựng phương án dạy và học hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về dạy và học trong điều kiện học sinh quay trở lại trường. Học sinh háo hức, thầy cô chủ động tích cực. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã sẵn sàng quay trở lại học tập sau một tháng dừng đến trường. Hôm nay, huyện Yên Mỹ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi lên đường nhập ngũ. Trong thời gian một ngày, đã tiến hành lấy 270 mẫu xét nghiệm cho thanh niên nhập ngũ tại 6 cụm trên địa bàn huyện. Các thanh niên được lấy mẫu trong đợt này là công dân có lệnh gọi nhập ngũ năm 2021. Các công dân được hướng dẫn khai báo y tế, cũng như được lấy mẫu dịch hầu họng tầm soát COVID-19. Kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ được lưu trong hồ sơ khám sức khỏe của mỗi thanh niên trước khi tiến hành giao quân cho các đơn vị. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến nhanh phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, tỉnh Hưng Yên buộc phải thực hiện nhiều biện pháp như các nhà hàng, quán ăn không phục vụ khách tại chỗ, dừng hoạt động nhiều dịch vụ không thiết yếu, người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 0 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2021. Từ đó đến nay, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đã thực hiện nghiêm túc mặc dù thiệt hại là rất lớn. Nhà hàng này trước Tết nhận được rất nhiều đơn hàng đặt bàn, song đã chấp hành nghiêm chỉnh và không phục vụ. Hàng năm, dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày nhà hàng phục vụ hàng trăm lượt khách. Để chuẩn bị cho dịp Tết năm nay, nhà hàng cũng tuyển thêm nhân viên, mua trữ nguyên liệu, không còn khách phải bán online, nhờ họ hàng, bạn bè mua nhưng cũng không được bao nhiêu. Đầu năm của năm 2020 đã dính dịch bệnh, đã bị thiệt hại rồi, thì đến cuối năm 2020 vừa rồi mới bắt đầu có dịp để kinh doanh trở lại. Cửa hàng vừa mới khôi phục được 1-2 tháng thì lại bấp phải dịch bệnh lần thứ hai. Để chống dịch, chúng tôi cũng đóng cửa nhưng mà thiệt hại lớn hơn dịch bệnh lần thứ nhất. Thời gian qua, các nhà hàng, quán cà phê, giải khát và các dịch vụ không thiết yếu chấp hành tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Các cửa hàng kinh doanh như thời trang, điện tử gia dụng trên đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên vắng khách. Năm ngoái thì bình thường ngày bán được tầm 100, còn bây giờ ảnh hưởng đến dịch thì chắc chỉ vài chục thôi. Theo tình hình dịch bệnh kéo dài, cửa hàng nó bị thiệt hại quá là nhiều. Nếu mà lâu thì sẽ không trụ được. Để phòng chống tốt dịch bệnh và sớm khôi phục các hoạt động kinh tế, nhất là các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, mỗi người dân, cơ sở kinh doanh cần có ý thức phòng dịch cho bản thân, gia đình, cộng đồng và chấp hành nghiêm chỉnh các khuyến cáo của Bộ Y tế, văn bản của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do dịch Covid-19 nên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều lao động ở những địa bàn có dịch chưa thể quay trở lại tỉnh Hưng Yên làm việc. Và điều này gây ra tình trạng thiếu lao động cục bộ ở một số doanh nghiệp. Gần 200 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Smartset Hưng Yên là người Hải Dương chưa thể trở lại Hưng Yên làm việc. Cùng với việc tuyển lao động để bù đắp và phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, nhưng để khắc phục ngay là điều không thể do một số lao động vắng là những người đã làm quen và thạo việc, dẫn đến gián đoạn một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất. 20% công nhân không thể đi làm, vì thế nó ảnh hưởng rất lớn về năng suất, hiệu quả sản xuất và quan trọng nhất là đảm bảo tiến độ xuất hàng, đặc biệt là những đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. Tình trạng thiếu lao động cục bộ sau Tết chủ yếu xảy ra đối với doanh nghiệp có nhiều lao động là người Hải Dương làm việc. Hiện có khoảng trên 4.000 lao động tỉnh Hải Dương sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngược lại, Hưng Yên có khoảng 3.900 lao động sang các doanh nghiệp bên tỉnh Hải Dương làm việc. Đến nay, tất cả đều chưa thể sang làm việc trở lại. Còn lại, lao động ở các tỉnh khác đã dần trở lại Hưng Yên làm việc sau nghỉ Tết và thị trường lao động cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì tôi cho rằng là với cái sự khảo sát của trung tâm ấy thì cái dòng đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam ngày càng tăng lên và có xu hướng thu hút nhiều các cái tập đoàn lớn đầu tư ở Việt Nam. Do đó là tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị một cái lực lượng lao động thật là tốt về số lượng và cả về chất lượng. Những lao động đã được qua đào tạo và chất lượng ngày càng cao để đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu sử dụng lao động của cái dòng doanh nghiệp của FDI trong năm nay và những năm tiếp theo. Để khắc phục, các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp từ việc bố trí, sắp xếp lại nhân lực sản xuất cho phù hợp hơn. Mặt khác, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch cho chính lực lượng lao động hiện có đang làm việc để giữ ổn định sản xuất cho mình. Do dịch Covid-19 đã làm cho một số lao động ở các tỉnh đang có dịch chưa thể quay trở lại Hưng Yên làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Với cái sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của sự quyết tâm của từng người dân trong công tác phòng chống dịch, trong thời gian tới, việc thiếu lao động sản xuất cục bộ ở các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ sớm được khắc phục. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đợt ra quân năm nay toàn tỉnh có 1.800 thanh niên được tuyển chọn gọi nhập ngũ, trong số đó có 64 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là mong muốn trở thành bộ đội Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Dù trong diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì có người anh trai song sinh của mình được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, nhưng vừa tốt nghiệp lớp 12, Lê Bá Hoàng ở xã Bình Kiều, huyện Quai Châu vẫn viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ. Có mặt tại gia đình Lê Bá Hoàng trong ngày nhận quân trang chuẩn bị nhập ngũ, càng thấy rõ hơn tinh thần nghị lực quyết tâm của chàng trai 18 tuổi này. Nhà Hoàng có 3 anh em trai, người anh lớn đang học đại học năm thứ 2 và sau khi người anh em song sinh Hoàng nhập ngũ thì ở nhà chỉ còn bố mẹ. Khi cháu viết đơn tình nguyện thì gia đình cũng phải nên động viên các con là thôi cố gắng lên đường để làm nhiệm vụ, cho hết nghĩa vụ thì về sau này học cái nghề nghiệp gì cho nó yên chí ạ. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đợt này Phạm Minh Dương, sinh viên năm thứ 2 khoa cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật Hưng Yên, quê xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, cũng viết đơn xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập và tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ, với quyết tâm phấn đấu để rèn luyện bản thân, nếu có cơ hội sẽ phục vụ quân đội lâu dài, nếu không sau khi hoàn thành nghĩa vụ, rời quân ngũ sẽ tiếp tục phấn đấu học tập.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều thanh niên trong tỉnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này, khoác trên mình bộ quân phục người lính. Những thanh niên tiêu biểu này càng trở nên rắn giỏi và tự tin hơn, háo hức sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Sau 5 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 38.000 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, với doanh số cho vay trên 17.000 tỷ đồng, trên 12.000 hộ vay trả được nợ, nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Chương trình đã góp phần giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, chương trình đã hỗ trợ cho các hộ mới thoát nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch. Việc tiếp tục thực hiện tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã giải quyết triệt để vòng luẩn quẩn nghèo vay vốn thoát nghèo, trả vốn sau đó lại thoát nghèo. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ trao thưởng đợt 3 cho khách hàng trúng thưởng, chương trình vay tiền, mở thẻ, sống khỏe phát tài. Mỗi khách hàng cá nhân doanh nghiệp siêu vi mô khi giải ngân với mỗi 50 triệu đồng từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2021 được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay số. Trong số hàng vạn khách hàng trên toàn quốc tham gia, đã có hai khách hàng tỉnh Hưng Yên may mắn trúng thưởng. Trong đó có một giải nhì và một giải ba. Được biết, hai đợt trao giải trước của chương trình vay tiền mở thẻ sống khỏe phát tài đã có 4 khách hàng tỉnh Hưng Yên trúng thưởng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có đưa ra giải pháp tiếp tục phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, các địa phương đã và đang phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đảng ủy xã Tân Hưng đã ban hành Nghị quyết 02 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, đến nay, địa phương đã hình thành hai vùng trồng nhãn chất lượng cao với tổng số 180 ha, thành lập được hai hợp tác xã áp dụng kỹ thuật thâm canh cây trồng và bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch. Hiện bình quân 1 ha canh tác đã đạt gần 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng rau màu trước đây, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng một người một năm. Được sự chỉ đạo của Đảng bộ xã mở nhiều các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho bà con tập trung vào sản xuất các cái nguồn nguyên liệu nhãn chất lượng cao. Thì trong năm vừa qua thì chúng tôi đi vào thị trường hiện nay là rất ổn định. Tới đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục và hướng cho bà con các cây trồng làm sao thì cây nhãn là chủ lực. Tuy nhiên thì vẫn phải xen canh, thế rồi là cũng linh hoạt trong cái vấn đề canh tác để làm sao đáp ứng được tiêu thụ của thị trường và đồng thời cũng đáp ứng cho cái thu nhập của nông hộ. Thực hiện đề án số 02 của Thành ủy Hưng Yên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân dân phường Lam Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi trên 110 ha diện tích đất nông nghiệp thu nhập thấp sang trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho giá trị kinh tế cao, trong đó có vùng chuyên canh cây nhãn, vùng chuyên canh cây cam Hưng Yên và vùng chuyên canh cây chuối. Ngoài ra, trên địa bàn còn phát triển vùng chuyên canh nuôi cá lồng trên sông với tổng số 150 lồng bè. Qua đó không chỉ giúp cho việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi, mà còn góp phần nâng giá trị thu được từ nông nghiệp đạt 70 triệu đồng một năm, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao. Chúng tôi lại tiếp tục chỉ đạo nhân dân là thực hiện cái mô hình chuyên canh, thành lập các cái hợp tác xã, ví dụ như là hợp tác xã trồng nhãn, rồi hợp tác xã trồng chuối Ngự Tiến Vua, và hướng tới là cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân dân chuyển đổi theo cái mô hình Việt Gáp. Nghị quyết đi vào cuộc sống nên chỉ sau thời gian ngắn, thành phố Hưng Yên đã là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có vùng trồng nhãn xã Hồng Nam, Tân Hưng, Lam Sơn, vùng trồng cây có múi ở xã Quảng Châu, phường Lam Sơn, Hồng Châu. Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện theo đề án phát triển thông minh, trong đó đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được Điện lực Văn Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Đến nay, huyện Văn Giang đã lắp đặt được 11.000 công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, chiếm trên 30% tổng số khách hàng. Hiện Điện lực Văn Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho 27.000 khách hàng còn lại và phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ hoàn tất thay thế công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa cho 100% khách hàng trên địa bàn. Việc thay thế công tơ điện tử có độ ổn định, khả năng chịu quá tải cao, khách hàng có thể sử dụng tải đến 40A. Việc ghi chỉ số không phải thực hiện bằng cách trèo lên cột ghi bằng mắt thường, do vậy sẽ không có trường hợp ghi sai chỉ số công tơ. Đặc biệt, ngoài chức năng đo đếm điện năng tiêu thụ hàng ngày, công tơ điện tử còn giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra điện áp, dòng điện, điện năng tại thời điểm đang sử dụng, nên khách hàng có thể ước lượng công suất các thiết bị đang sử dụng để có biện pháp sử dụng điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tăng tính minh bạch, khách quan, đảm bảo công bằng giữa hai bên mua và bán điện. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện nên chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2021, Điện lực Hưng Yên đã phát hiện và xử lý 8 vụ trộm cắp điện. 8 khách hàng có hành vi gian lận trộm cắp điện năng nói trên có địa chỉ ở các xã Liên Khê, huyện Văn Giang, Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Trung Nghĩa, Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Tân Châu, huyện Khoái Châu và Liêu Xá, Trung Hưng, Việt Cường, huyện Yên Mỹ. Tổng số điện năng truy thu bồi thường lên tới hàng nghìn kWh, số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính trên 23 triệu đồng. Hành vi phổ biến của các đối tượng lấy cắp điện thường là câu mắc trực tiếp lên lưới điện hạ thế hoặc mổ cáp trước công tơ, phá niêm trì hộp bảo vệ để đấu nối trái phép đưa vào sử dụng. Hành vi lấy cắp điện rất nguy hiểm, có thể gây ra sự cố cháy nổ làm gián đoạn cung cấp điện, làm cháy thiết bị và đặc biệt rất dễ xảy ra tai nạn điện. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 26 tháng 2, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông tại ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A. Để trả lại sự thông thoáng cho hành lang giao thông, lực lượng chức năng tiến hành ủi xúc nền quán. Theo đó, hàng chục trường hợp vi phạm với hình thức dựng lều lán, quán vẩy, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, dọc quốc lộ 5A và đường DT376 đã bị dẹp bỏ. Được biết, năm nào cũng vậy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đều xây dựng kế hoạch giải tỏa khu vực trên, nhưng chỉ được một thời gian lại tái diễn lấn chiếm. Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sau đợt giải tỏa này, đề nghị xã Trưng Trắc cần thường xuyên kiểm tra địa bàn để có biện pháp ngăn chặn việc tái lấn chiếm. Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở. Ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. 1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. 2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế. 3. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khử tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng và thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và bịt kín miệng túi. 4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa. 6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học. 7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.